Chào xỉn 500 anh em nhà mọt. Nhắc đến quái vật thì anh em đều mặc định rằng bọn nó xấu xí và khát máu. Cũng đúng, nhưng nhiều con quái vật chỉ hơi hung dữ tí thôi. Điển hình là con quái vật mang tên vợ này. Quá chuẩn luôn. Chém tí thôi, ngoài những con quái vật khát máu thì vẫn còn những con quái vật cực kỳ điêu tuê và láo tuết. Anh em biết nó là con nào không? Nếu không biết thì cùng mọt tìm hiểu nhé. Chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với mọt phim Plus. Trong video này, 500 anh em sẽ phải cười phật cơm với ba con quái vật điêu tuê và láo tuết nhất màn ảnh. Anh em ổn đít để mọt bắt đầu nào. Video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tới nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 3. Con rồng điêu tuê trong Dragon Heart năm 1996, trái tim rồng. How will you make a living, knight? Shut up! Nghe con chim cũng cơ kẻ nào hót lên một câu rằng ai không lỗi đâu này. Chúng ta đều biết, rồng là một sinh vật cực kỳ huyền bí. Đối với các nước phương Tây thì rồng cực kỳ nguy hiểm bởi chúng to lớn, có thể phun lửa và giết người dễ như ăn kẹo. Vì thế cho nên rồng đã bị săn đuổi và tiêu diệt nhiều tới mức chỉ còn sót lại một con duy nhất, tên của nó là Draco. Ông tơ bà Nguyệt Mai mối lỗi thế nào mà con rồng khốn khổ ấy lại gặp phải thợ săn rồng tên là Bowen. Chú nghĩ chú sẽ bắt được anh à, bớt ảo tưởng đi cưng. À, tại sợi dây thôi nhé. Chú có ngon thì anh em mình solo nào. Úi rồi, tao cứ nghĩ là cái đuôi của tao sẽ chặt đứt khúc cây kia chú mày ạ. Ấy thế mà méo hiểu sao nó lại thành ra thế này. Chú mày dám cười tao hả? Bố láo nào. À, các chú nhìn anh nuốt chửng thằng kia cho mà xem này. Dạo này đãng trí quá, nó hơi khó nuốt cao mà. Nhưng thôi vào đây rồi thì tao cho mày nếm thử đờm trong họng tao này. Ê, đờm ngon không mày? Mà sao mày ra như đỉa thế? Hay thôi thế này nhé, tao với mày hợp tác đi lừa bọn dân đen nhỉ, ok không mày? Thế là con rồng lắm trò cùng thanh niên Bowen bắt đầu đi lừa gạt người dân. Úi giời ơi, sợ chưa? Các bác cứ yên tâm, em sẽ tiêu diệt con rồng này cho các bác. Nhìn em đây. Ái chà, diễn tốt đấy. Đề nghị trao giải diễn viên xuất sắc nhất năm cho con rồng này mới được anh em nhỉ. Ông kia đã kiếm được túi vàng to tướng rồi, giờ nghỉ ngơi một tí mai đi lừa tiếp nhỉ. Ê rồng, nướng thịt cho tao đi mày. Tưởng gì, đơn giản, bác cứ để em. Ăn no ngủ say rồi, giờ thì đi kiếm tiền thôi. 1, 2, 3, action. Cắt cắt, hình như sai kịch bản rồi anh ơi. Theo kịch bản thì cái hồ nước này phải sâu và em sẽ lặn xuống đó rồi đi chỗ khác mà. Sao cái hồ này nước lại nông thế? Quả này em mà gãy cổ thì có mà chết à, thằng nào chuẩn bị đạo cụ mà ngu thế. Quả này chắc em phải chạy thôi, chứ ở lại bọn nó đánh em chết mất. Ơ kìa, đưa bọn tao theo với chứ bạn bè như cái bẹn bà thế à mày. Ok anh, em đến đây. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp cà về thôi, số nhỏ thế nào mà lại bị bắt lại. À, tí quên không kể với anh em, con rồng điêu tuê này đã từng ra tay trợ nghĩa khi chia sẻ một nửa trái tim của mình cho thằng Aenen. Nhưng thằng này lại không là một vị vua tốt như Draco đã dặn mà lại trở thành một ông vua tàn ác. Bowen đành miễn cưỡng giết con rồng để thằng Aenen chết. Do đã chia sẻ nửa quả tim nên khi một trong hai bị tổn thương thì đối phương cũng bị tương tự. Mà thôi, vĩnh biệt con rồng điêu tuê vậy. À từ từ, quảng cáo tí đã, hi hi. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một app đọc báo rất thú vị, đó chính là app báo hay 24 giờ, ứng dụng tin tức giải trí, kiếm tiền trên điện thoại hot nhất hiện nay. Đầu tiên, các bạn tải app báo hay 24 giờ trên CH Play hoặc App Store về điện thoại. Sau đó, đăng nhập tài khoản bằng Facebook. Lần đầu đăng nhập, bạn sẽ được tặng ngay 1.000 đồng, đọc xong thông báo nhận ngay 5.000 xu. Số xu này dùng để đổi sang thẻ cào nha các bạn. Bước tiếp theo, bạn chọn các chuyên mục mình yêu thích để đọc, ví dụ như bóng đá, xã hội, pháp luật, xe cộ, game, giải trí. Sau khi chọn các chuyên mục này, app sẽ đề xuất tin theo sở thích để bạn đọc mỗi ngày. Mở một bài báo bất kỳ để đọc, chỉ cần đọc cho đến khi vòng quay nhận thưởng quay hết một vòng là bạn sẽ nhận được một số lượng xu nhất định.
Tin tức trên app báo Hay 24 giờ rất phong phú, đa dạng nhiều thể loại, liên tục cập nhật tin nóng từ hàng trăm đầu báo uy tín, nên bạn vừa có thể đọc để cập nhật tin tức thời sự hàng ngày, vừa có thể giải trí, quá tiện lợi phải không nào? Ví dụ như mình đọc xong một bài báo, các bạn sẽ nhận được 280 xu, số xu này sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản của các bạn. Nếu đọc báo chán rồi, các bạn chuyển sang xem video cũng nhận được xu. Nội dung video cũng rất đa dạng, thể loại bóng đá, phim ảnh, game show, thế giới động vật, vân vân. Vô số video hay để bạn tha hồ xem giải trí. Nhiệm vụ kiếm nhiều tiền và nhanh nhất trong app báo Hay 24 giờ đó là nhiệm vụ mời bạn bè tải app. Bạn chỉ cần copy đường link phía dưới, gửi cho bạn bè để mời họ tải app thành công là bạn có thể nhận được tiền thưởng. Càng nhiều bạn bè tải app thì số tiền thưởng của bạn sẽ càng cao nhé. Các bạn cũng có thể tải app MB Bank và đăng ký nhận ngay 510.000 đồng, trong đó 10.000 là tiền mặt, đảm bảo 100% nhận được tiền thưởng. Cuối cùng đến phần hấp dẫn nhất rồi đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng số xu tích được từ việc đọc báo, xem video, chơi game để quy đổi thành thẻ cào, nạp game hoặc rút về tài khoản ngân hàng, đảm bảo đổi thành công 100% nha các bạn. Hoặc các bạn có thể đổi trực tiếp lấy quà tặng, rất nhiều phần quà có giá trị tùy bạn lựa chọn. Link tải app báo Hay 24 giờ mình sẽ ghi ở phần mô tả và bình luận. Các bạn hãy tải ngay về để vừa đọc báo vừa kiếm tiền cùng bọn mình nhé. 2. Thủy quái láo toét trong The Host năm 2006, quái vật sông Hàn. Anh em ơi, lại đây mà xem có cái gì nó đang đu đưa dưới gầm cầu kia. Nó là cái thứ gì vậy nhỉ? Ê con kia, tao cho mày ít bia với bỏng ngô nhắm cho vui này. À mà từ từ đã, hình như nó lên bờ rồi hay sao ấy. Kể ra con quái vật này cũng khát máu quá nhỉ. Nó chạy vào công viên tấn công con người như đi vào chỗ không người luôn ấy. Láo nào, phải biết xin phép chứ mày. Ở nhà bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy cho nhá. A few moments later. Cậu vàng đi đời với ông giáo ạ. Cơ mà sao mày ăn tạp vậy? Già mày cũng ăn, trẻ mày cũng ăn, lại còn mang con mồi về hang để liếm láp nữa chứ. Các bác thấy em khôn không? Em còn biết giữ trữ thức ăn phòng khi cuối tháng hết tiền hoặc bị chậm lương đấy. Tuy to xác và khát máu nhưng mày cũng vụng về bỏ miệng ra, trẻ có mỗi một tí mà bị trượt chân ngã rồi. Đi ăn mồi như mày có ngày ngã không còn răng mà húp cháo đâu nhá. Lúc nãy khen con rầm Drago diễn giỏi, em cũng biết diễn đấy nhá. Các bác không tin để em diễn cho mà xem. Ê thằng kia bắn tao đi mày. Úi, bảo bắn đùa mà mày bắn thật à thằng kia. Giật cả mình, thôi tao chạy đây tao ứ chơi với bọn mày nữa đâu. Anh em có thắc mắc con quái vật này ỉa đá như nào không? Mà thì chưa thấy nó ỉa bao giờ, chỉ thấy nó ợ một phát ra cả đống xương người luôn này. Anh em biết thế nào gọi là ngầu không? Con bé nó định trốn khỏi em này, nhưng mà đâu có dễ đâu cưng. Các bác thấy em ngầu chưa? Không thèm nhìn quay lại mà cũng bắt được nó luôn nhá. Số em nó cũng nhọn lắm các bác ạ, có phải ngày nào cũng được ăn thịt người đâu. Vậy mà mấy thằng nó sang đuổi em như đuổi tàu vậy, còn ném cả bom xăng vào em nữa. Úi bỏng quá, chắc em phải nhảy xuống nước cái cho đỡ bỏng thôi. Toang rồi, tao có cần tăm xỉa răng đâu mà mày cho tao hẳn một cái to tổ bố, lại còn bằng sắt nữa chứ. Các cụ ơi cho con đi theo với. Oh shit. Một, Gollum khốn khổ trong The Lord of the Ring, chúa tể của những chiếc nhẫn. Nhắc đến phim Chúa tể những chiếc nhẫn, chắc hẳn anh em không thể bỏ qua vô số con quái vật đáng sợ như dòng Smaug. Con thủy quái có tận 21 xúc tu Watcher in the Water. Hay vào ma mút khổng lồ Mumaki. Đặc biệt là bọn óc xấu xa và độc ác. Còn nhiều lắm, thế nhưng đừng vì bọn nó mà quên đi thanh niên Gollum khốn khổ của chúng ta. Tại sao lại bảo nó khốn khổ, trong khi thằng này thuộc dạng thanh niên khôn lỏi để mọt kể cho mà nghe nhá. Trước kia hắn tên là Smeagol và đã từng là một Stowhead của River Fox. Trong một lần đi câu cá, anh trai hắn mò được một chiếc nhẫn.
Bị mê hoặc bởi chiếc nhẫn, Smeagol đã bóc cổ anh trai mình đến chết để chiếm đoạt nó. Smeagol bị đuổi ra khỏi nhà và chạy tới Misty Mountain. Chính tại đây, hắn đã bị tha hóa và biến đổi thành một con quái vật rồi đổi tên là Golem. Thanh niên khốn khổ ấy hàng ngày chỉ biết bắt cá và những sinh vật nhỏ ăn để sống qua ngày. Hắn giữ chiếc nhẫn còn hơn cả chị em giữ cô tích mỗi khi đến tháng. Vậy mà có một lần, sơ suất thế nào lại làm rơi và bị Beagle Baggin nhặt được. Số em nó khổ thế đấy các ba ạ, Golem said. Mà khổ cái con khỉ ấy, may là thằng đa nhân cách, gian xảo, luôn tìm mọi cách, bất chấp mọi thủ đoạn để lấy lại được chiếc nhẫn chúa. À, thằng này nó đã giữ chiếc nhẫn gần 500 năm trước khi bị mất anh em ạ. Golem khốn khổ không ít lần bị bắt nạt, hết thằng này rồi lại đến thằng kia. Nhưng mà nói gì thì nói, nhìn cái mặt xấu hơn cả con gấu của mày đã không thể chấp nhận được rồi. Tóc tai thì lưa thưa, da thì nhăn nheo xám xịt, mắt thì lồi như hai con ốc sên. Mà nhìn bộ nhá của mày kia, mày mà có người yêu thì tao đố nó dám hôn mày đấy. Các anh cứ nói xấu em thế nào ấy chứ, ngoài sở thích ăn cá thì em cũng chỉ hơi lươn lẹo và láo cá tí thôi mà. Anh em thích con quái vật nào nhất trong số 3 con quái vật trên? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận cho Mọt và mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. I love you Trịch Trịch. Bye bye!